kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Hải Hân. Ok rồi. Cảm ơn. Không có gì, coi chừng nóng đó. Đủ rồi nha, đừng có mà tách nữa. Tách đến tôi bực lắm nè. Xin lỗi nha, bởi vì tôi suy nghĩ đi nhập tâm quá. Anh làm gì vậy? Có phải đối diện với cây viết hàng hiệu tìm được trong phòng khách sạn của Châu Vinh thêm nhiều quá muốn mua một cây không? Không phải, cô nhìn kỹ đi, đây là bút tìm đó. Tôi cũng biết, khi chúng ta tìm được trong phòng khách sạn, cũng biết đó là một cây viết đã được thay đổi. Với lại khi anh tháo nó ra trong phòng thí nghiệm cũng biết là bút tìm mà. Anh ta dùng để hết ma túy thôi, có gì lạ. Cô nhìn kỹ đi, thật ra cô không phải là kỹ thuật mới gì, hay là không ai biết thứ đó, muốn mua chắc chắn sẽ mua được. Thật ra cũng phải, cũng giống như bút epinephrine tự động vậy. Bút tim đường huyết, tất cả dùng bút tim này hết. Tại sao anh ta lại không mua cái có sẵn, cố tình thay đổi cây viết làm gì? Thì đó, rõ ràng rất đơn giản. Với lại tôi cũng rất khẳng định một điều là nếu anh ta dùng bút tim để chứa ma túy, cũng không ai nghi ngờ hay là phát hiện. Ai đó? Tiểu thư, là em đây. Vô đi. Cô thì vui rồi, qua Macau chơi. Còn tôi hả, gần như sắp chết rồi nè. Nana. Sao anh có thể tìm tới đây? Lúc em qua Macau coi đại nhạc hội đã gặp anh Lý. Họ ép em tới đây. Nana, em thật sự có thể không nói không rằng bỏ đi. Thứ nhất, anh rất lo cho em. Với lại thứ hai, anh không biết lần này má sẽ đối phó với em thế nào. Anh Lý à, anh cũng lạ thiệt ha. Một đêm trước khi tôi bỏ đi ở Malaysia, tôi đã nói rất rõ với anh rồi. Chúng ta đã chia tay, cho nên thật ra tôi đi đâu không cần trình bày với anh và cả người họ Lý nữa. Chia tay cái gì chứ? Nè, chúng ta chung sống bấy lâu, chia tay vô số lần. Có lần nào em không cúi đầu cúi mặt quay về bên cạnh của anh chứ? Cho nên chia tay giống như anh nhận vé phạt vậy. Anh đóng tiền phạt là xong chuyện, lần nào cũng vậy mà. Nhưng mà lần này thì khác. Tôi đã nói rõ lắm rồi, lần này tôi quyết định rồi. Tóm lại, cho dù gì ai cũng được, tôi cũng không mềm lòng. Chia tay là chia tay, đừng dây dưa kéo dài nữa. Em đừng có nhõng nhẽo nữa có được không? Tức là em trốn ở Hồng Kông bấy lâu, má đã làm phiền anh bấy lâu đó. Má bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Chúng ta đơn giản trực tiếp một chút. Lần này em cần bao nhiêu? Anh nói với má một tiếng. Sau khi nhận tiền theo anh về. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không nhận một xu nào của anh đâu. Được, anh hiểu là em muốn ép anh chứ gì. Em muốn ép anh đám cưới với em chứ gì. Nhưng mà em hiểu mà, má không thích chúng ta quen nhau. Em cho anh chút thời gian đi, sau khi năn nỉ được má chúng ta sẽ đám cưới. Tôi không phải là muốn đám cưới, tôi muốn chia tay. Tôi muốn được sống một mình, hiểu không? Má nói rất đúng. Má nói em nhất định muốn kéo dài, không kéo dài 1-2 năm, không có 100-200 triệu cũng không giải quyết được. Tôi sẽ không lấy 100-200 triệu của anh, không bao giờ. Tiền ma lai đó. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Tóm lại là anh và cả má của anh nữa, không cần đưa tiền gì cho tôi không cần lấy gì hết, tôi chỉ cần hai người đừng làm phiền tôi thôi, đừng phá tôi thôi, anh hiểu không? Anh hiểu, hiểu rõ. Ở đây có một tờ chi phiếu ngân hàng của Ngân hàng Thụy Sĩ trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Coi như tiền thành ý, như là một vé máy bay hạng nhất bay về Malaysia. Tôi không cần. Không thể không cần. Má đã nói rồi, em phải về nói chuyện với má. Với lại em làm ơn đi, lúc về gặp má, đừng có dùng thái độ đó. Em có hiểu không? Lỗi cũng tại tôi. Nếu hôm đó tôi không về sớm, tụi bạn đã không ra nông nổi này. Nè, đừng vậy mà, không liên quan đến cô. Hôm đó sau khi tôi nói chuyện điện thoại xong quay lại thì không gặp cổ nữa. Tại sao tôi không đi xung quanh tìm cổ? Có thể lúc đó cổ đã bị tên khốn đó dẫn vào phòng rồi. Tôi đi xung quanh hỏi thăm cũng được. Tại sao tôi có thể không có chút ý thức nguy hiểm gì chứ?
Tôi thật sự giận bản thân mình lắm, cô có hiểu không? Tôi không thể tha thứ cho bản thân tôi. Nè, đừng uống nữa. Lát nữa cô uống say á, tôi sợ luôn cả cô cũng có chuyện đó. Cô có biết không, tôi đã lên mạng coi tin nhắn rồi. Ai nói cổ cũng đáng chết. Nói cổ tham tiền, nói cổ kiếm trai giàu. Phải, nhìn vào có thể cổ rất dễ làm người ta hiểu lầm. Nhưng sau khi biết rồi, cổ thật sự không phải là một người tệ như vậy. Bây giờ cô làm trò trách nhiệm một người bạn cũng chưa muộn đâu. Cổ ở trong đó chắc chắn sợ lắm. Nếu bản thân cô cũng suy sụp, ai sẽ giúp cổ? Xin chào. Nè, trời lắng, anh ở đây đúng lúc lắm, có chuyện muốn hỏi anh. Sao hả? Có phải thuốc kích dục có rất nhiều dạng không? Có đặc tính khác biệt gì? Cô đang nghiên cứu vụ án của Châu Vinh Thiêm sao? Ừ. Dựa theo tất cả chứng cứ ở hiện trường vụ án hôm đó đều khẳng định Dương Tuệ Băng là hung thủ. Tôi còn nhớ ánh mắt của cổ. Thật sự cổ không giống nói dối. Cho nên tôi không ngừng đọc lại lời khai của cổ. Có khi nào cổ có khả năng bị người ta dùng thuốc kích dục không? Nè, thuốc kích dục á, cũng không ngoài chuyện con người sử dụng qua đồ uống bình thường trong tình huống không hay biết, sau đó dẫn tới hôn mê, không có khả năng chống cự, thậm chí sẽ mất trí nhớ tạm thời. Có những loại thuốc nào có hiệu quả như vậy? Nè, thuốc kích dục có chủ yếu chia là mấy loại, trong đó quen nhất chắc chắn là thuốc lắc, không sai là chút nào. Là thuốc mê? Nó thuộc về thuốc gây mê non-barbiturate, dạng muối, có thể làm cho toàn thân của cô mau chóng mê man. Nhưng do nó sản sinh ảo giác, cho nên nó bị mất tác dụng y học. Nhưng do nó không có màu không vị, nên đôi khi bị người ta cho vào nước uống, uống vào cũng không biết. 15 phút sau khi vào cơ thể sẽ đạt tới hiệu quả buồn ngủ, thậm chí tạo ra mất trí tạm thời từ 1 tới 2 tiếng. Dương Tệ Băng có khi nào bị... Không có, bởi vì đa số những cái thiết nghiệm dược học đều kiểm tra được, nhưng kết quả xét nghiệm máu sẽ không phát hiện. Còn gì khác không? Còn cái này, FM2, nó là thuốc thuộc benzodiazepine, có thể ức chế hệ thống thần kinh trung ương. FM2 Lonazepam là một loại thuốc nổi tiếng nhất trong dạng thuốc này. Tuy loại thuốc này từng là đỉnh của loại thuốc kích dục, nhưng bây giờ đã bị GHB, còn được gọi với cái tên là nước ri, thay thế rồi. Nhưng mà GHB rủi ro rất cao. Nếu nó trộn chung với những loại thuốc khác, hay là cồn rượu, hay là liều lượng không đúng, sẽ ảnh hưởng hô hấp, dẫn tới hôn mê, thậm chí còn tử vong nữa. Tức là có khả năng Dương Tuệ Băng bị người ta tẩm nước ri? Đúng là có khả năng đó. Nhưng bây giờ chúng tôi đang làm kiểm tra dược học, cần mới có thời gian. Theo cách anh vừa nói, có thể Dương Tuệ Băng không có nói dối, cô đã bị người ta tẩm thuốc kích dục. Tới giờ tan sở rồi mà, sao còn chưa về vậy? Không có tiền thêm đâu á. Chúng tôi biết rồi đào tổng. Sao 5 giờ coi như là tình nguyện viên? À, sếp Miu à, thật ra tôi không tán thành. Sếp Dư hả? Sếp Dư. Không phải, sếp Dư, thật ra tôi không tán thành cách quản lý này của anh cho lắm. Tức là mỗi một người đều phải cân bằng công việc cuộc sống. Ngày nào anh cũng rút hết sức của họ như vậy, họ sẽ chết đó. Chẳng qua họ ngại nói ra thôi. Nè, để tôi hỏi họ. Nè, ai có hẹn rồi, thật ra có thể về trước, đừng giả bộ nha. Nghe đào tổng nói rồi đó. Ai có hẹn, ai có chuyện, có thể đi trước. Ok mà. Wow, mang về nhiều vật chứng về sao? Trời, còn hai thùng ở đây nữa. Điên khùng làm sao mà làm kịp chứ. Đi. Ê. Về đi. Để tôi ra tay thôi. Kiếm gì? Tối nay có hẹn không? Nhìn bản mặt cô chắc là không rồi nè. Ôm luôn thùng vật chứng đi thôi. Sếp Dư, em không hiểu ảnh nói gì. Không hiểu là tốt rồi. Nè, tôi
Tôi nghe đồng nghiệp cũ nói Đào Tổng là một người mê công việc, tức là không ăn cơm, không tan sở, giống sao? Cũng giống đó. Giờ này anh còn kêu Kỷ Vi làm thí nghiệm với ảnh. Mà kệ cho người ta đi, làm sớm xong sớm, mau lên.